rất là hân hạnh được tổ chức một đêm nhạc vô cùng đặc biệt để tưởng nhớ về người nhạc sĩ tài hoa, nhạc sĩ Quốc Dũng, nhân kỷ niệm 100 ngày mất của ông. Để nói về nhạc sĩ Quốc Dũng thì có rất là nhiều điều để chia sẻ, nhưng mà nếu quý vị là những người yêu thích nhạc Quốc Dũng thì cũng biết rằng là trong hơn suốt 50 năm sự nghiệp của ông thì ông đã có hơn 100 ca khúc thuộc rất nhiều thể loại. Các sáng tác của ông thì thuộc rất là nhiều phong cách khác nhau, không chỉ đẹp về ca từ, giai điệu mà còn thể hiện sức sáng tạo mạnh mẽ và sự cách tân trong âm nhạc của chính người nhạc sĩ này. Rất là nhiều người đã nói ông là một người rất là tài hoa, bởi vì ông không chỉ là một nhạc sĩ, một ca sĩ, một người biểu diễn âm nhạc, mà ông cũng đã từng là một tài tử điện ảnh được rất là nhiều người yêu mến trước đây. Nhạc sĩ Quốc Dũng thì ngoài những cái tài về sáng tác thì ông còn là người hòa âm phối khí rất là giỏi, và rất là nhiều những ca sĩ đã gửi gắm những sáng tác, những sản phẩm của mình để mà ông thực hiện. Và đặc biệt là rất là nhiều những nhạc sĩ sau này đều coi ông là sư phụ, mặc dù là trong cuộc đời của mình thì nhạc sĩ Quốc Dũng chưa một lần nào nhận một học trò chính thức. Có rất là nhiều những người nhạc sĩ sau này cũng theo phong trào làm home studio giống ông, tức là những cái phòng thu tại nhà đó quý vị. Ví dụ như nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, nhạc sĩ Tùng Châu hay là nhạc sĩ Sĩ Đan, họ đều rất là thành công, nhưng mà ông có thể nói là người đầu tiên đã làm home studio tại nhà. Và nếu quý vị có thể biết thì cái băng nhạc đầu tiên mà ông đã làm đó chính là băng nhạc Gò Công, đã rất thành công của danh ca Bảo Yến. Và ông cũng chính là người bầu show rất là bắt tay, đúng không ạ? Bởi vì ông là người đã góp phần đưa tiếng hát của Bảo Yến đến với lại tất cả chúng ta và rất là nhiều giọng ca khác nữa. Nhưng hơn hết, ông là một người đàn ông rất là tử tế, rất là khiêm cung, rất là hòa nhã với mọi người. Rất là nhiều người đồng nghiệp trong nghề đã nói rằng là nhạc sĩ Quốc Dũng luôn luôn là người kiệm lời và luôn luôn có một nụ cười nở trên môi mỗi khi mà gặp gỡ tất cả chúng ta. Nhạc sĩ Quốc Dũng từng được Phạm Sĩ Phạm Duy đánh giá là một tài năng hiếm có của âm nhạc Việt Nam. Và khi mà biết tin ông mất đi thì nhạc sĩ Đức Trí đã có đôi lời chia sẻ như thế này: sẽ chẳng có tôi ngày hôm nay làm việc âm nhạc toàn thời gian nếu không có các anh làm người dẫn đường đi trước. Đối với tôi, anh Dũng là số một, có nhạc Việt Nam hay nhất, viết ca khúc giai điệu đẹp nhất. Tôi có viết giai điệu đẹp chắc cũng do ảnh hưởng từ anh. Thưa quý vị, một vần may mắn mang tên Quốc Dũng đã đến và đã trôi đi, để lại chúng ta rất là nhiều niềm thương tiếc. Và hôm nay May rất là vinh hạnh được sự đồng ý của gia đình nhạc sĩ Quốc Dũng tổ chức một đêm nhạc đặc biệt để chúng ta cùng tưởng nhớ về ông và cùng lắng nghe những ca khúc đã làm nên tên tuổi của ông, cùng với phần biên tập và thực hiện của những người thân yêu nhất của ông. Xin giới thiệu quý vị thành phần ban nhạc gồm những người thân yêu nhất trong gia đình nhạc sĩ Quốc Dũng. Chính vì nhạc của tay thật lớn dành cho trưởng ban nhạc, người con trai thứ Nguyễn Quốc Bảo Châu. Và đây cũng chính là ban nhạc của Bảo Châu, của Cà Pháo, đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Và hôm nay có một vị khách mời đặc biệt hơn nữa, đó là người em rể của nhạc sĩ Quốc Dũng, một tác giả của rất nhiều khúc nổi tiếng như là Hãy Để Mưa Rơi, Tôi Ngàn Năm Đợi Hay Biển Cạn. Một tràng vỗ tay dành cho nhạc sĩ Kim Tuấn. Thật sự thì May cảm thấy rất là vinh hạnh khi mà lần thứ nhất mở lời mời với danh ca Bảo Yến để chị trở lại cùng với khán giả của mình. Nhưng mà lúc đó thì nhạc sĩ Quốc Dũng không khỏe cho nên không đi dự được. Và sau này khi mà hay tin là nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời thì chúng tôi cũng có nói chuyện với lại chị Bảo Yến, rất là mong muốn sẽ làm một cái show nhạc để mà tri ân người nhạc sĩ này. Thì chị có chia sẻ là chị sẽ cùng với lại May thực hiện chương trình này, nhưng mà cần thời gian để mà chuẩn bị cho chỉnh chu, cho nên là chúng tôi đã quyết định là nhân cái dịp là 100 ngày mất của nhạc sĩ Quốc Dũng thì cùng với nhau May Lang Thang và gia đình nhạc sĩ Bảo Yến, gia đình nhạc sĩ Quốc Dũng đã cùng biên tập chương trình này để mang đến quý vị trong ngày hôm nay. Nếu quý vị cũng biết thì tôi cũng không phải là MC chuyên nghiệp, mà tôi chỉ là một trong những co-founder của May Lang Thang thôi, và được chị Bảo Yến trao trọng trách là muốn gửi những cái lời đầu tiên đến quý vị. Và hôm nay cũng rất mong quý vị sẽ cùng với lại May Lang Thang, cùng với lại gia đình nhạc sĩ Bảo Yến, nhạc sĩ Quốc Dũng cùng tưởng nhớ về cố nhạc sĩ Quốc Dũng. Và ngay bây giờ, để quý vị không chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào nhân vật chính sẽ cùng dẫn dắt chúng ta qua miền âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng, một người bạn đời, một người tri âm, một người bạn nghề của nhạc sĩ Quốc Dũng, thần tượng của rất nhiều thần tượng. Một tràng vỗ tay dành cho danh ca Bảo Yến. Thank you.
gửi đến nhạc sĩ Quốc Dũng. Bảo Yến trước nhất cảm ơn quý khán giả đã đến để cùng chung vui và tưởng niệm cái ngày những ngày em còn sống trên trần gian, viết những tác phẩm cho nhân gian. Cho nên một lần nữa em cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ và đến với chương trình làm cho anh Quốc Dũng thêm ấm áp đến nay. Và đến cái linh cảm là anh Quốc Dũng chắc cũng đi mây về gió về đây để nghe chương trình này đó. Cho nên Yến sẽ làm cho anh một đêm tất cả những bài của anh, cho anh hài lòng trước khi 100 ngày anh đi xa. Bài đầu tiên là một nhạc phẩm Chỉ là mùa thu rơi.
con nhớ bài ca giao đầu đời bên chiếc võng mẹ ru âu ơi, hàng dừa xanh chen mình bên nương dâu, sống dài quê nghèo quấn quýt với nhau. Em đã lớn dần trên quê hương mình, trong chiếc áo dài thiếu đượm thắm tình, ngọt ngào như hương mạ non sáng sớm, xa mấy xa thương hạt gạo thơm. Nay dòng sông buồn heo hút gió mưa, em có nhớ lời quê hương đậm đà trong bao tháng ngày tha phương vắng nhà, kỷ niệm xưa êm đêm tha thiết qua như giấc mơ du đẹp đời ta. Chiếc áo dài thiếu đượm thắm tình, ngọt ngào như hương mạ non sáng sớm, xa mấy xa thương hạt gạo thơm. Bao năm rồi từ lúc em đi, mẹ trông chờ em hoài mà chẳng thấy mâm cơm chiều bên mái tranh siêu, con nước lên nghe tiếng bìm bịp kêu chiều, thương đôi mái chèo khua đêm trăng mờ, thương ai vẫn từng đêm đêm ngóng chờ, còn lại đây câu hò hẹn năm xưa, nay dòng sông buồn heo hút gió. Trong bao tháng ngày tha phương vắng nhà, kỷ niệm xưa êm đêm tha thiết qua như giấc mơ du đẹp đời ta. Kỷ niệm xưa êm đêm tha thiết qua như giấc mơ du đẹp đời ta. Quá như giấc mơ du đẹp đời ta. Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Một bài hát nữa anh viết về Huế, đó là bài Mắt Huế Xưa. Bảo Yến cũng xin giới thiệu. Thank you.
dù xa hỏi lòng quên chưa, Huế sang đông Huế buồn trong mưa, như mắt xưa chiều ảo tim, giận anh nên bước đi ngoài mưa. Màu mắt Huế buồn rưng rưng, khiến cho anh suốt đời không quên. Ơi mắt xưa đẹp ai oan, mà phòng ba vẫn luôn đón chờ. Tàn mùa xa dưới mưa tiếng vọng đó đưa, đò xa bên người xa nhau, khói sương bay giữa hồn thương đau. Ơi Huế xưa tìm đâu nữa, ngày đôi ta đắm say gần nhau. Đã chìm trong mơ, Huế nên thơ bỗng buồn bơ vơ. Ôi mắt xưa còn đâu nữa, còn trong ta rưng rưng nỗi buồn. Phòng ba vẫn luôn đón chờ. Giờ tôi đã chìm trong mơ, Huế nên thơ bỗng buồn bơ vơ. Ôi mắt xưa còn đâu nữa, còn trong ta rưng rưng nỗi buồn. Ôi mắt còn đâu nữa, còn trong ta rưng rưng nỗi buồn. Vâng là cơm rồi, bây giờ anh chị không sợ.
hợp tan. Chưa sơn khê có nhịp đàn lưu luyến con đường đê, anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi. Rời bước quê nhà hành trang mang nặng tình thương, nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điệu hò tha thiết bao sầu vương. Mai xa cách nhau thương những lúc đôi mình chia nỗi đau, thương biết mấy ân tình ta đã trao, cùng ước muốn cơn mộng thôi dại dầu. Vì đời còn những nhánh sông xa dần thác nguồn, vì người còn những bước chân miệt mài mõ hoang, để rồi mình ta âm thầm cùng chiều vắng. Còn cho ta được ngày vui, ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thơm cơn lạnh khi gió lay, và những gọi thương nhớ đầy. Để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng, nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp ta. Trên ngàn lối biết đời còn cho ta được ngày vui, ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thơm lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ. À, để em dạy một cái chuyện này, tự nhiên anh linh cảm hay sao á, mà anh viết đêm nay tiễn đương giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay. Quý vị biết không,
mỗi thường ngày đó 8:30 đã ngủ dậy, xong là anh xuống ngồi ngay cái ghế salon á, độ 1-2 phút là anh hút thuốc. Thì hôm đó Yến đi theo anh để ngồi kế bên anh á, mà sau Yến chờ hoài không thấy hút thuốc, bỗng đồ chừng 15 giây sau anh ho khan rồi đó. Anh ho khan hoài rồi đó. Khi Yến thấy tội nghiệp ấy, Yến mới sợ anh lạnh á, anh tắt cái máy lạnh xong Yến đóng cửa sổ lại á, Yến ngồi kế bên anh á, anh lại ho anh hoài, anh ho cũng cần gần nửa phút. Khi Yến thấy sợ anh mệt á, Yến mới đỡ sau lưng của anh á, Yến sợ anh ngộp á, Yến mới vuốt cái ngực của anh, Yến vuốt sát liên tục, và anh nguyện quán thêm một tháp cứu khổ bổ nào. Anh đặt bên tai anh thật lớn và anh cứ sát đi, tại anh cứ ho và anh cứ sát đi cái phổi anh cho anh đừng có ngộp á. Đó, anh cứ ho vậy đó. Rồi là nửa phút sau anh ho thì nửa phút sau anh lìm trên tay của Yến luôn. Anh lìm từ từ, con mắt anh từ từ khép lại. Có nghĩa là nửa phút thì ho, sau nửa phút là anh lìm dần. Sau đó anh mất luôn, qua đời luôn. Yến kể lại cho nhiều người bạn á, cái nhiều người bạn an ủi Yến nói vậy là hay, may mắn Yến ơi, cho có một phút mà anh đi đó, Yến đừng có buồn nhé, nhiều người khó chết lắm đó, mà anh đi vậy là phúc cho Yến lắm rồi. Chưa, an ủi Yến cho Yến đỡ buồn đó. Thì bây giờ Yến mới sực nhớ lại là anh viết cái câu là thay vì đêm nay thì thay vì hôm nay Yến đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, đó là Yến vẫn ôm anh trong vòng tay và anh chết chân tay. Yến thấy hai cái chân của anh này của anh lấy hai đưa vào lớp để gần đó, Yến chầm vô cho anh để ấm cái chân đó. Xong rồi là Yến là Yến cứ vẫn vuốt và vẫn cứ niệm quán thêm một tháp cứu khổ của nàng, để chi mong lỡ anh có đi thì anh không có ngộp, anh đi nhanh đó, ý của Yến vậy. Thì rõ ràng nửa phút thì nửa phút anh nửa phút ho, nửa phút anh niệm anh chết trong tay của Yến. Đó là một cái điềm đó. Bởi vậy anh viết cái bài này từ trong câu đó rất là đúng luôn. Yến nghĩ anh chúng này không có linh cảm, tại sao viết cái câu mà hay vậy. Thì sau khi anh nhắm mắt rồi thì anh cũng chưa dám cho anh hàng xuống, thì anh sợ lỡ anh bùi dương sao. Anh vẫn để lại để ứng nghiệm người khác quán cứu khổ không làm liên tục. Anh nghiệm tiếp thêm 10 phút nữa và vẫn thấy anh không có đảm đầy gì đó, nhắm mắt luôn. Thế thì anh mua anh để cái đầu lớn xuống nằm ở giữa sau êm đó, nằm giữa đó. Rồi anh lấy cái chạy lên đầu ngủ, anh lấy cái mềm mà anh hay đắp ấy, anh thích cái mềm đó đó. Anh kiếm nhiều lần lấy nó thôi, cái mềm để đưa cũ để mua cái mềm mới đó không. Anh thích cái mềm này, anh đừng có đổi cái mềm khác. Thế là anh lấy cái mềm đắp chạy, anh chạy lên đầu hai, anh kêu cà pháo lên, bà hút sổ. Đó, rồi anh gọi cà phê lên bà hút sổ bóng ba đi. Ngồi hộ điện nó chú đẩy ra má để ngồi chỉ thuộc của anh và anh rể, anh chỉ còn trong đó bà con thôi, có một người cầu nữa. Rồi là đến cùng hộ điện, thì hộ điện sau khi anh mất là 9:03 anh mất, thì đôi chừng là nửa tiếng sau thì gọi người qua người hết, từ hộ điện tới 3:00 đến gọi nhà đồng để tới để mà lau người cánh đó, mặc áo sơ mi mới, quần nét con quần nào nào. Rồi người mặc áo quàng của nhà quàng đó, màu vàng, quần màu vàng, mặc đã xong rồi Yến vẫn niệm, vẫn niệm tiếp đến 5:00 họ mới đem tới, rồi mọi quấn họ mới làm thủ tục để đưa anh vô trong họ để mà ngày mai đi chiêu. Cho nên Yến thấy một cái điều kỳ diệu đó, mà Yến cảm thấy nhiều khi buồn là vì nhớ những kỷ niệm ngày xưa đó. Anh cũng nghĩ Yến có nhiều kỷ niệm vui á, và buồn cũng có nhiều kỷ niệm vui, mà bây giờ nghĩ cái thôi bạn bè nó thôi, Yến đừng buồn nữa, anh đi về là hạnh phúc rồi, một bạn bè Yến đang ngồi về nói chuyện cũng đâu buồn. Cho Yến kể cho quý khán giả nghe là cái anh Dũng với Yến có nhiều kỷ niệm sống. Và bây giờ Yến nói thật với quý vị nha, khi mà yêu nhau đó khó giúp nhau được lắm, kiếp sau cũng gặp lại. Nhưng mà Yến có một lần anh hẹn Yến là gặp lại ở Trần Giang, Yến nói con em có gặp ở Trần Giang nữa, vì em tu, em đưa cha mẹ em với anh về trời, cả anh của anh luôn, chị em, gia đình của em về trời cũng tu tiếp, mình gặp anh trên đó, cho em không gặp nhau thế này nữa, cái em im lặng, đó
chỉ mười miệng cũng cần được. Thì sau đấy hỏi vị thầy đó, thầy coi cho con coi hiện giờ anh thầy đâu đó, cái anh thầy có một bộ bài hay lắm, bộ bài bằng hình người, thầy nói xuống thầy trần về tức khắc trong bài tiếng đó thầy trần. Thì anh về trên đó là anh đợi Yến, tại vì anh có hẹn Yến gặp ở đây đúng chiều đó thôi. An ủi.
ấy cũng kể xưa nha. Có một lần đấy đi coi phim mà Song Hiệp Tranh Hùng, phim của Khương Đại Vệ đóng đó. Những người nào mà trên 50 đó, 35 đó là sẽ biết anh Khương Đại Vệ nha. Đóng phim thì rất nổi tiếng, phim Cô Đào. Bởi vì chinh chiến đó, cho nên không lấy nhau được. Anh bùi bùi, anh trời ơi, hai người đẹp đôi vậy mà không lấy nhau được. Bùi bùi anh viết bài này, anh về anh đọc nhạc trước và từ anh nghĩ lời sau. Anh viết bài Song Hiệp Tranh Hùng năm 1972. Với đơn sơ mình anh rời bước hàng ghế cô đơn, buồn dâng ngập hồn đi trong đêm lạnh lùng về không gian buồn ngắt, tâm tư giăng mắc bên hình bóng em mịt mùng. Song Hiệp Tranh Hùng, cuốn phim gieo tâm hồn anh nhẹ rung. Chuyện phim buồn đó tựa giấc mơ anh chìm khuất mong manh. Chuyện trang hiệp khách tình chút vài gươm một thân dặm trường. Đang xây thanh bình và tình thương cho cuộc sống, thân trai phiêu lãng bỗng dừng bước trước bóng hình, sắp vui theo chồng xót xa trong lòng ngàn đời nhớ nhung. Yêu thương riêng mang mối tình say xưa ngập lòng, mà nào đâu dám dệt mộng chung. Đôi uyên ương kia vui đắp xây dựng tổ ấm, biết đâu hiểm nguy ngày chờ mong. Cùng gươm hiên ngang đã dẹp tan bao hận thù, rồi người trai cũng đi về thiên thu. Bao hy sinh yêu thương đã phơi bày màu, mắt biết dài nhân lệ rớt màu. Chuyện phim buồn đó vui lấp tim anh, sầu đắm mong manh. Lòng anh thầm ước được thấy em vui bên, tình yêu tràn đầy. Được bên em lần cuối, trao nhau ánh mắt như thầm nói yêu nhau rồi. Dẫu em theo người sánh vai chung đời, lòng anh cũng vui. Xây dựng tổ ấm, biết đâu hiểm nguy ngày chờ mong. Cùng gương hiên ngang đã dẹp tan bao hận thù, rồi người trai cũng đi về thiên thu. Bao hy sinh yêu thương đã phơi bày trên máu, mắt biết dài nhân lệ rớt. Chuyện phim buồn đó
đắm mong manh. Lòng anh thầm ước được thấy em vui bên, tình yêu tràn đầy. Anh mơ như người tình được bên em lần cuối, trao nhau ánh mắt như thầm nói yêu nhau rồi. Dẫu em theo người sánh vai chung đời, lòng anh cũng vui. Anh mơ như người tình được bên em lần cuối, trao nhau ánh mắt như thầm nói yêu nhau rồi. Dẫu em theo người sánh vai chung đời, lòng anh cũng xin cảm ơn Kim Khánh nha. À, Kim Khánh ngày xưa cũng có đóng phim đó, với lại là hình như là múa Tạm Duyên Bó Hoa đó nha. Nhưng xin cảm ơn Kim Khánh nha. Không quên. Ngại đồ quên. Ngại đừng nha. Xa lâu thì nhớ lần lửa chi mắc cờ, ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa, ta về bên ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương chắc chờ, ai lắt léo chi từng câu nói cho ngày sau nên nổi. Để bây giờ chim cá bắt tăm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu. Lại em yêu lòng bất chợt buồn thiu, chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc bỗng tràn đầy trong mắt. Sao sắc đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta. Anh đã biết yêu đương từ đó mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim cá bắt tăm, ta về bên ấy buồn song vẫn buồn, buồn song vẫn. Em đã biết phố đông nhiều
bắt tâm, ta vì bên ấy buồn năm sau ngày. Trăm đường trở về qua lối xưa, từ tháng năm sầu nhớ ngỡ chìm trong giấc mơ. Hương Giang nghe như vọng về điệu nam ai hững hờ, xa xôi lắm con đò hẹn hò thương yêu bên bờ. Dòng sông vẫn trôi, sao nhịp đời vắng vui khi người cũ nay xa rồi. Trăng nghiêng xuống vai cho sầu thương nặng mãi, trăng linh đinh mây nước dâng ư phiền. Hạ bước chân theo ngàn sao lặng lẽ, đêm buông lời cùng gió đi không về. Thao thức mãi vầng trăng, người ơi có biết rằng tình ta vẫn âm thầm. Nặng nề chân bước qua đường Huế sao dài quá, bóng người xa quá xa. Nam
đời tình xưa vương gót hài chẳng còn nhẹ lay. Mây trời còn bay vẫn còn nhớ thương đong đầy. Đường Huế sao dài quá, bóng người xa quá xa. Nam giao ơi câu hẹn thề, ngày nào thêm não nề. Tim ta lắng nghe hoài, lời tình xưa vương gót hài chẳng còn nhẹ lay. Mây trời còn bay vẫn còn nhớ thương đong đầy. Chẳng còn nhẹ lay. Mây trời còn bay vẫn còn nhớ thương đong đầy. Trong đêm tối long lanh những ánh
sao rơi lặng yên, nhẹ như gió êm, môi em run run hơi thu ngọt mềm. Rồi bao cay đắng với những đớn đau số đi tìm nhau, bóng em dần sâu núi đồi vút cao. Ôi những vết yêu thương tháng năm in hẳn lối quen, xin gió mưa trôi đi để hôn chìm vào lãng quên. Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa, một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa. Để ta vui sống với những trái ngang giấu chôn cuộc đời, hỡi nhân tình ơi hãy cười hãy.
gió trôi giạt muôn nẻo đời, xa mặt trời, xa loài người. Từng đêm vắng trong ngàn sao lạc loài, giữa mùa trời mây xuôi. Tình yêu đó ôi còn mong chờ gì, thương còn đợi, yêu còn dài. Tình yêu đó mang về gieo nụ cười trong biển mộng xa vời. Tình sâu còn dáng muôn nơi, biết trông chờ ai xa xôi, một lời yêu thương trên môi. Đời chỉ còn một ngõ tối trăm lối, sống cho niềm vui xa xôi đến trong ngày cuối. Dòng đời vẫn chưa ngừng trôi một chiều, nên sâu mộng vẫn có nhiều. Để khi ước mơ chợt tan thành rồi, góp nhặt phần mây khói. Tình yêu đó ôi còn mong chờ gì, thương còn đợi, yêu còn dài. Tình yêu đó mang về gieo nụ cười trong biển mộng xa vời. Chưa tan tành rồi, gom nhặt vầng mây khói. Tình yêu đó ôi còn mong chờ gì, thương còn đợi, yêu còn dài. Tình yêu đó mang về gieo nụ cười trong biển mộng xa vời. Để khi ước mơ chợt tan tành rồi, gom nhặt vầng mây khói. Hãy cả ở lại để hát ha. Bài hát đầu tiên nhạc ca muốn giới thiệu với quý vị là một sáng tác từ rất lâu, nhạc sĩ đã viết từ thời còn nghe chiếu. Mời quý vị đến nghe ca khúc này, bài hát được mang tên Yêu Em Dĩ Vãng. Em ra đi không tiếc nhớ, một
trời mây thu sang vương lá úa. Ước gì có thật nhiều giấc mơ như vậy. Bài hát được mang tên Yêu và Ảo Mộng. Trong giấc mộng
dưới làn khói căn phòng côi lạnh lùng cơn gió gọi em dần tan trong bóng đêm nhạt nhòa giấc mơ tàn cho lòng bao ngỡ ngàng em dần tan trong bóng đêm nhạt nhòa giấc mơ tàn cho lòng bao ngỡ ngàng. Có những kỷ niệm, những ký ức ngắn ngủi nhưng thật đẹp đã trở thành những bức tranh trong tâm trí của người nhạc sĩ, vẫn là những nguồn cảm hứng khi nghĩ về thời của tuổi trẻ. Nhạc sĩ Quốc Dũng nói rằng chuyện tình yêu như là một chuyến phiêu lưu đã làm cho tim của tôi đập nhanh, và dù cho thời gian có trôi dần xa mãi đi nữa thì những kỷ niệm đó vẫn luôn mãi trong lòng. Bài hát Dù Tôi Rất Mộng là hoài niệm về một thời của thời thanh xuân tuổi trẻ. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Dù Tôi Rất Mộng. Trong giấc mơ phút êm đềm trên con phố xưa, những trưa hè lặng yên dưới cơn mưa, hãy cho tôi gặp người xưa dấu yêu đã bao chiều cùng tôi sánh vai, dìu nhau bước trên con đường lá rơi. Đêm hẹn hò nhau dưới trăng mơ, dáng yêu kiều con vương nét ngây thơ, nhớ dạt dào chiếc hôn chưa quen lần đầu, nhớ thẹn thùng lúc câu yêu đương hé trao ơn. Cuốn theo làn mây vời vợi cũng tan dần theo dòng đời lặng lẽ trôi. Hãy cho tôi tìm gặp trong giấc mơ phút êm đềm tuổi thơ đã qua, ngàn hình bóng thân yêu khó phai nhòa, dẫu ngày mai vẫn thênh thang buồn tênh, càng thêm xót xa trong kỷ niệm chỉ còn lãng quên khi ngủ yên. Trong giấc mơ phút êm đềm trên con phố xưa,
những trưa hè lặng yên dưới cơn mưa. Hãy cho tôi gặp người xưa dấu yêu, đã bao chiều cùng tôi sánh vai, dìu nhau bước trên con đường lá rơi. Những đêm hẹn hò nhau dưới trăng mơ, sáng yêu kiều con vương nét ngây thơ. Nhớ sạt sao chiếc hôn chưa quên lần đầu, nhớ thẹn thùng lúc câu yêu đương hé chào. Ân tình rồi cuốn theo làn mây vời vợi, tan dần theo dòng đời lặng lẽ trôi. Hãy cho tôi tìm gặp trong giấc mơ phút êm đềm tuổi thơ đã qua, ngàn hình bóng thân yêu khó phai nhòa. Dẫu ngày mai vẫn thanh thang buồn tênh, càng thêm xót xa trong kỷ niệm, chỉ còn lãng quên khi ngủ yên. Dẫu ngày mai vẫn thanh thang buồn tênh, càng thêm xót xa trong kỷ niệm, chỉ còn lãng quên khi ngủ. Và để tiếp theo chương trình, Thái Ca xin được giới thiệu tiếng hát của nam dân ca Tuấn Ngọc. Xin chào quý vị. Nay rất vui đến đây làm khách mời của vị ca sĩ Bảo Yến. Hồi nãy giờ đứng ở trong nghe thấy quý vị khán giả rất yêu yêu chị Bảo Yến. Và nếu tôi nhớ không lầm thì có nhiều người nói tôi là cái show lần trước Bảo Yến nói là chỉ thích ba ca sĩ Khánh Hà, Ý Lan và Tuấn Ngọc. Và hôm nay tôi hát vậy là Bảo Yến đã đạt được giấc mộng 1/3 rồi. Sau tôi đây để không làm mất thời giờ quý vị, xin mời quý vị nghe bài đầu tiên là bài của nhạc sĩ Quốc Dung. Hôm nay hình như là tất cả nhạc đều của nhạc sĩ Quốc Dung. Xin mời quý vị nghe Đà Lạt Chiều Mơ. Chiều ngân lên muôn tiếng thơ, tình yêu xưa về dưới cung thơ. Chiều về trông ngóng muôn phương, hỡi người em dễ thương. Chiều lạnh đênh em có hay, sầu riêng anh gửi đến trong mây. Lời tình xưa đã trôi nhanh, ước yên lành. Đà Lạt buông trong khói sương, ngập hồn anh ngàn nỗi yêu thương.
mình ôm bất bao đêm. Mỗi tình em rất êm, từ khi ta xa vắng nhau, tìm em trong lòng đã hư hao, tìm em trong nỗi sâu xa. Nắng bước trên đồi ẩm thầm nghe lá rơi, là gió cuốn xuyên sao buồn dù hàng thông cô đơn. Gọi tên em bao thiết tha, về đâu em mộng đã trôi qua, còn nơi anh phút giây xưa vẫn dài theo nắng mưa. Ngày vui ơi sao quá nhanh, còn nơi đây sầu nhớ loanh quanh, Đà Lạt vương mãi trong mơ, buồn đến bao giờ. Để hoa thơm là mưa trên tóc,
để con nắng níu áo em về, xin làm mưa xuân cho em chiều bão giông, để ta theo dòng mưa trôi đến tìm em ngoan ta nghe tình vui mắt một khi bàn tay nắm lấy sẽ lấy đưa nhau qua cơn mưa tình trầm. Chiều đang xuống môi rồi xóa tung câu thơ ta đang tìm vần, nói cho gần lời thưa mưa nắng, cúi cho gần ở mi loáng trăng, uống cho gần một ly tơ ong dấu để quên cho em ngày gió êm, để hoa thôi làm mưa trên tóc, để ta ướt lấy áo em về thơm ngát. Cho em chiều rất xanh, để tình yêu tròn xinh em nhé, để hân hoan qua bao ngày tháng sang chói đời nhau. Tìm nhau
chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu vì mình xa nhau, nên em chưa biết xuân về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi rừng còn ngây dài mơ bóng hình ai, trời mưa răng lối áo em lệ rơi nhạt nhòa nên môi đã say quên lời. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên em, anh nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hồn lênh đênh, môi em thơm ngát đón đưa cơn say tình. Em biết không em, anh như bóng mây tìm nơi đổ bên. Đổ bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời rào rạt sóng gió reo mùa đông, chìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chỗ nào. Còn thương nhớ nhau, còn nặng ngủ sâu, muôn kiếp về sau. Ngồi bên em, anh nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hồn lênh đênh, môi em thơm ngát đón đưa cơn say tình. Em biết không em, anh như bóng mây tìm nơi đổ bên. Đổ bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời rào rạt sóng gió reo mùa đông, chìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chỗ nào. Còn thương nhớ nhau, còn nặng ngủ sâu, muôn kiếp về sau. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chỗ nào. Còn thương nhớ nhau, còn nặng ngủ sâu, muôn kiếp về sau. Cảm ơn quý vị. Dễ thương quá. À, xin quý vị trong giọng hóa tay cho bạn nhạc. Quý vị nhé. Và sau đây tôi xin được hân hạnh mời nhân vật chính của đêm nay ra song ca với tôi một bài. Quý vị vỗ tay một lần nữa chào đón lại trở lại của nữ ca sĩ Bảo Yến. Đây là lần thứ hai Yến song ca với anh nhé. Lần thứ nhất là Yến ra anh Ngọc song ca ở Hà Nội, rất là hay bài và đó là tên là Nhớ Chết Liền. Hôm nay cả anh Ngọc cũng khăn tiếng, Yến cũng khăn tiếng chán vậy. Cô ấy nói chán quá.
khi không phải là tôi khan tiếng đâu, mà có khi cái giọng tôi là như vậy á. Bây giờ xin ban nhạc bài bài gì quên rồi. Mới hôm qua mà giờ lại quên rồi hả? Hạt mưa và nỗi quên và sự nỗi nhớ. Đạo diễn rất là thật thà. Thường thường bây giờ ca sĩ điệu lắm. Trong đó có tôi nữa. Niềm thương nhớ dâng lên vơi đầy. Từng cơn mưa vẫn bay qua khung trời lạnh lùng, thấm vào tình buồn não nùng. Hạt mưa vẫn gót chân theo từng bước tiếp nối. Mình ta chiếc bóng đi trong âm thầm ngõ tối. Đèn khuya hiu hắt dù ta mơ màng khắp lối. Một thời yên vui lứa đôi, xa rồi năm tháng đam mê xa rời, xa rồi giây phút ái ân tuyệt vời. Tình yêu như giấc mơ trôn sâu vào lòng người, đến tận một ngày cuối đời. Hạt mưa lên đáy tim đau ngần ngơ heo hắt. Hạt mưa vẫn trút quanh bao giờ dòng nước mắt. Người đi xa vắng hay chăng ta còn nhớ mãi. Một thời yêu thương đắm say. Còn mãi ngóng ai nơi chân trời, bao lần mưa cuốn xô đi xa vời. Ngày nào ta đã đưa nhau ân cần vào đời, ngỡ tình tràn đầy tiếng cười. Thời gian không níu cho ta hạnh phúc đã mất. Còn mưa vẫn mãi bao quanh cơn sầu chất ngất. Ngày nào tia nắng ấm lên tâm hồn trống vắng, để lòng ta vơi nhớ mong. Bao giờ nghe tiếng mưa thôi não nề, cho lòng tan giấc mơ bao ê chề. Bao giờ nghe tiếng mưa thôi não nề, cho lòng tan giấc mơ bao ê. Bảo Yến. Cảm ơn quý vị khán giả thật nhiều. Sau đây tôi xin nhường lại sân khấu cho Dương Cao Bình. Em muốn ra đây để mà thay mặt cho gia đình chị Bảo Yến và anh Quốc Dũng muốn cảm ơn anh Tuấn Ngọc. Bởi vì quý vị biết không là anh Tuấn Ngọc lịch trình lần này rất là bận, mà ngày mai là anh phải hát ông lễ kỷ niệm 130 năm thành lập thành phố Đà Lạt. Nhưng mà khi mà anh Tuấn biết là chị Yến có lời ngỏ lời mời là khách mời trong đêm nhạc đặc biệt của nhạc sĩ Quốc Dũng thì anh đã nhận lời. Thì quý vị biết là bây giờ ngày mai không còn vé bay nữa, cho nên là tối nay là hát xong là anh lên xe chạy show với một ca sĩ trẻ để được lên Đà Lạt để gặp hát luôn. Nhưng mà đâu có gì cả.
Cảm ơn Bảo Yến đã nghĩ đến tôi và mời tôi hát tối hôm nay để được dịp gần đến với khán giả. Tôi xin hôn anh một cái để đáp ứng được. Quý vị nghĩ sao nếu mà lần sau đó nếu mà có dịp chúng ta làm một đêm nhạc chung của Tuấn Ngọc và Bảo Yến ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi là hứa đó nha. Quý vị có đồng ý coi đêm nhạc không ạ? Dạ, trước khi lên xe chạy vô anh nhớ có cái thằng lầu em thấy cái màu đo rất là đỏ. Một lần nữa một kẹo tay dành cho danh ca Tuấn Ngọc ạ. Ít nhất là bữa nay sẽ để một tháng có rửa. Rất cảm ơn anh. Dạ, một lần nữa cảm ơn anh. Quý vị thân mến, hồi nãy giờ chúng ta đã đi được gần như là 2/3 của show diễn ngày hôm nay cùng với những tình khúc rất là hay của nhạc sĩ Quốc Dũng. Thì thưa chị Bảo Yến, đây là lần thứ hai mà tụi em được hợp tác với chị và cùng mang tiếng hát của chị cùng đến với khán giả. Và chị biết không, là mỗi lần mà show nhạc của chị đó là em run lắm. Thứ nhất là những khán giả của chị là phải nói rằng là những người rất là mồ điệp âm nhạc, những người rất là hiểu nhạc. Thứ hai nữa là mỗi lần mà em bước lên đây và nhìn xuống hàng ghế khán giả thì rất là nhiều người nổi tiếng. Quý vị cũng biết là mỗi lần mà chị Bảo Yến đi hát là hồi nãy có sẽ mới nhắc là thần tượng của những thần tượng, bởi vì rất là nhiều các anh chị thành danh trong nghề đi đến đây để mà xem show của chị. Ví dụ em nhìn xuống dưới thì em thấy chị Kim Xuân đâu ạ? Dạ đây, chúng ta dành một chậu tay cho chị Kim Xuân ạ. Dạ, chị Kim Khánh hồi nãy có giới thiệu rồi, chị Hồng Ánh nữa đúng không ạ? Chị Hồng Ánh đâu rồi ạ? Như là có cả cái Thành nữa đúng không ạ? À đây rồi, một chàng có tay cho cái Thành ạ. Hình như là sau này, hình như anh Quang Linh đúng không? Đâu anh Kiều Phương đâu ạ? Anh Quang Linh, anh Kiều Phương, một chàng kéo tay dành cho hai anh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn hai đúng không nhỉ? À anh Hoài Sa đâu ạ? À đây, dạ một chàng có tay dành cho anh Hoài Sa ạ. Cảm ơn anh Hoài Sa. Cảm ơn anh Hoài Sa. Chắc là còn tối em không có nhìn rõ hết, nhưng mà em chia sẻ thì rất là nhiều anh chị trong giới. Nhà báo Lê Minh Hạ đâu ạ? Dạ, người đã rất là đồng hành với là chị Bảo Yến, có rất là nhiều bài phỏng vấn với chị Bảo Yến ạ. Có các tiếng miêu nữa, có chị các tiếng miêu nữa. Dạ rồi, rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng đến đây, đó là chị Bảo Yến. Thì em muốn hỏi chị như thế này, bởi vì rất là lâu rồi là chị không quay trở lại với lại các sân khấu âm nhạc. Thì sau cái lần mời của May với lại chị thì chị đã thực hiện một đêm nhạc mà mọi người rất là thích. Và cái lần này thì như chị nói là để mà tưởng nhớ nhạc sĩ Quốc Dũng, người bạn đời của chị, thì em muốn hỏi chị một câu là ở đây có rất là nhiều người yêu thương chị, thì lý do vì sao mà chị lại ngưng hát lâu đến như vậy và bây giờ chị mới chấp nhận quay trở lại? À, tại vì anh Dũng có bồ đó, cho nên anh quyết dự định là tu. Kinh tất cả các chùa, những kinh nổi tiếng của Đức Phật dạy đó, kinh Bồ Đại Bổ Tích, kinh Viên Giá, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, tất cả những bộ kinh nổi tiếng thì đó biến về tu. Cái anh thấy tù nghe, anh cũng hình như anh cũng yên tâm á, anh cứ lại biết anh không có ghen, chị không có ghen, nhưng mà trong lòng anh héo hon lắm, rất buồn. Bây giờ chỉ tìm con đường tu thôi, chứ bây giờ anh như vậy rồi giờ sao, không lẽ ghi lộn thì kỳ quá. Mà anh Yến không thích như vậy, Yến và anh hay ít nói lắm, trong nhà là im lặng như tờ, ít nói lắm. Lâu lâu anh hỏi tối nay hát bài gì, là chị Yến nói bài đó bài đó, để cho ít nói chuyện nghe. Chưa thì nói anh ăn gì, để lại anh ăn một món rồi để đi mua. Cho nên hai anh với chị hiểu nhau nhiều lắm. Mà tự nhiên anh có bồ theo anh á, anh buồn. Anh buồn đấy là tôi Yến tu cho rồi, nên thỉnh sâu chuỗi về niệm Phật, rồi Yến coi hết kinh xong rồi tu, đến ngồi thiền. Cũng như vậy là 36 năm rồi đó nha. Dạ, chị ơi, nhưng mà em nhớ là trước chị em mình nói nhau là chị ở nhà chăm sóc ảnh. Lý do chị không đi hát chính là ở nhà chăm sóc ảnh. Chăm sóc là một phần, rồi sau này em 52 em mới té mà, 62. 62 em té, tới 72 em mới mất. Chứ còn trước đó 30, chị 31 là em đã bồ bị trăng ngăn rồi. Thưa quý vị, thực ra thì các nhạc sĩ, như quý vị cũng thấy, như nhạc sĩ Lâm Phương, nhạc sĩ Phạm Duy thì rất là nhiều môn học ở trong âm nhạc của họ. Thì có thể là đó là những khúc đầu họ để mà họ có thể sáng tác những bài hát rất là hay luôn mà. Nhưng mà
em thấy rằng là khi mà em hỏi những anh chị đồng nghiệp trong giới cũng như mà em quan sát được cái cách mà chị chăm sóc cho anh Quốc Dũng thì em mới thấy rằng là cái tình yêu này không thể thay thế được. Không như trong một cái phòng vấn mà đối tượng có cùng xem thì chị Bảo Yến nói là cái lần đầu tiên mà chị biết gặp anh Quốc Dũng là chị biết ngay đó là chồng của mình. Và lúc đó chị Bảo Yến quay qua nói với chị Nhã Phương là chồng tao đó. Đúng không chị? Chồng chi? À chồng chi. Thì chị có thể chia sẻ không biết có tại sao mà chị lại... Chị quý vị ơi, chị Bảo Yến không thì có gì kích thích thì thấy rất là dễ thương luôn. Người miền Nam hay nói tao mày thì thân thuộc. Nhưng mà mày người ấy nói là chị em ta mà nhé. Dạ, dạ, xin lỗi chị. Chị có thể chia sẻ là cái lý do vì sao mà chị lại có suy nghĩ đó ngay lúc đó mà. Tại vì á, từ lúc chị 16 tuổi nha, chị có bằng nhạc Mai, đằng sau có chụp hình ảnh thì chị nói ba, mày đắt con đi chỗ này đi, à, còn học nhạc đi. Kế đến có Duy Khánh nữa đó, ở kế bên đó, mà nói thi đậu tú tài đã mà nhắc lên. À, thì là chị đã linh cảm khi mà chị nhìn của mình đó rồi, là chị biết anh này có cái gì của mình rồi. Nhưng mà khi chị vừa vô đài truyền hình, chị làm chị Nhã Phương, thì mấy năm thứ ba, cái công việc kiếm to lắm, ảnh hưởng như một bao đã đang đà trong cái chị vừa đi này, cái chị biết khi nào tất cả nhắn trong đầu báo chị biết cái chị quay chị không biết đấy chồng chị đấy như xưa anh chú là chồng chị đấy chồng chị hô duyên không tự nhiên được chồng luôn phải vậy đấy ạ đồ chị vừa đi Huế nha. Nhưng mà quý vị biết không, 2,5 năm đầu quen nhau thân tình rồi, bởi chị Phương đang bầu bía chung ăn sổ với chung. Rồi là 6 tháng sau là đám cưới. Cái chị Phương thì nói mẹ, chồng chị đến hay vậy. Chồng chị gặp anh Dũng chị nói chồng, cái thế là chồng thiệt quá. Sao chị hay vậy? Ừ, chị đã thấy quay, chị có quay luôn. Chị là chị bố con mà. Quý vị thấy không, lần đầu tiên gặp gỡ thôi mà đã kết thành một cái mối thương duyên và cái tình yêu sâu đậm hơn 40 năm. Thì một lần nữa em... À, để ý cái kênh truyền hình đó nè. Tại sao vậy? Sau đó em mới thắc mắc tại sao mình gặp này. Mình biết ảnh là chồng thì đúng 35 tuổi, ba hình như điểm 23 điểm quen ảnh nha, đó 24 là lấy đám cưới, nhưng 35 tuổi nằm mơ cũng không biết giấc mơ là nghĩa là trong cung điện ở trên trời là một cung nữ, là một tiên nữ, là một tiên nữ, ảnh là một vị nguyên soái, là vị tướng á, cái đi từ đường xa đi vô, cái ảnh vô anh ôm tay chị, ảnh nói nhỉ làm vợ anh nha, cái chị già đó, chị đã mơ cái giấc mơ rất là rõ. Sau đó là chị biết à, hẹn khi mình hẹn rất nhiều mình gặp. Nhưng mà anh sớm sát, anh xuống sớm quá. Mới qua chị 6 tiếng là xuống đây là thành 6 năm. 6 năm sau chị mới xuống, là mình trễ. Thì bây giờ đi cũng sớm sát, đi thiệt nhanh. Bây giờ 7-2 đi rồi bắt đây chị chờ. Anh Dũng là sớm sát. Thật ra là có rất là nhiều người có sự trong đây cũng hay nói rằng là ngoài cái những đơn nhạc của chị Bảo Yến khi nghe không nó còn muốn nghe chị nói nữa, tại vì chị quá duyên đi. Và cái duyên này không có phải là nó như là trời sinh gì đó, chứ không phải là tự tạo ra. Và mỗi lần chị kể lên là lúc nào nó cũng có cái gì đó rất là gần gũi và thân thuộc. Một lần nữa dành cho một tay dành cho chị Bảo Yến à. Còn bây giờ thì mời chị vô trở lại với lại thành hai chương trình. Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm cùng với một
cho em nhớ anh tơi bời. Với bao ngọt ngào ta vun sới, đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng. Tan nát rồi giấc mơ hương nồng, chân thành cảm ơn quý khán giả. Và bài tiếp theo là một nhạc phẩm Xuân trên Bến Khách. Bài hát này là anh Dũng ở bên Mỹ á, được 2 tháng anh phone về hỏi em anh về nha. Thế thôi anh mới đi qua 2 tháng, anh ở thêm tháng hay tháng rưỡi chúng tôi biết nước Mỹ hết đi rồi anh về, tội cái bây giờ anh mất thì chỉ biết tiếc, thế cho anh về cho nó vui đúng không. Tự nhiên để anh ở thêm tháng rưỡi bên đó làm chị, lúc đó thì thấy bình thường, nhưng bây giờ mất anh thì mới thấy quý, quý từng ngày từng giờ, tiếc từng tháng từng năm á. Bây giờ anh đâu còn nữa đâu mà kêu là anh ở bên kia bên nọ, tại đánh chị cũng cả trơn. Ấn hận lắm, nhất là chị ấn hận nghĩ bụng, ừ anh Hưng về thì đến về chứ rồi. Tự nhiên chị lại kêu anh ở bên, bây giờ anh mất rồi để chị buồn. Nhiều khi đó chị buồn héo hon trong lòng đấy, không chuồn lắm, quý vị. Biết không, tự nhiên không biết thở lắm. Nó buồn rùi rùi, mình không muốn buồn nhá. Mà cái ruột nó cứ héo. Và chị nó tới bàn Phật á, chị nó cầu nguyện Đức Quán Thế Âm. Thôi Ngài, xin Ngài cho con đừng có buồn nữa. Tại con buồn về chẳng làm được cái gì. Mà con héo hon trong lòng, con khó chịu lắm. Xin Ngài gia hộ cho con đừng có buồn. Để cho con mạnh, mạnh khỏe, con sống thêm. Chứ con buồn như vậy con sợ con không ăn được, rồi con sẽ yếu dần đi, còn 2 đứa con nữa. Nên xin Ngài gia hộ cho con đừng có buồn, con héo hon, con buồn quá. Thế là Ngài gia hộ cái gì đỡ mình. Thank you.
vẫn bánh trưng xanh với dưa hành hoa vàng pháo đỏ. Sao ta vẫn buồn thấy lòng quạnh vắng mùa xuân, vẫn lá tươi xanh cây bên đường buồn vương giọt nắng, vẫn khói hương trầm hiên chùa thoảng gió nhẹ đưa. Phố xá bôn ra đón xuân về bằng muôn sắc lạ, thiếu cánh mai vàng thắm đượm hình bóng quê hương. Cũng tiếng xôn xao nhưng âm điệu giờ xa lạ quá. Khúc hát xuân nào nghe buồn vời vợi dâng cao. Ôi đón xuân về trên miền đất khách, nghe gió đông xe lạnh tim côi, mơ nắng xuân xòa dịu lạnh giá đã vắng xa lâu nụ cười, sống âm thầm giữ người lẻ loi. Nhớ những lang thang giữa mai vàng chợ hoa Nguyễn Huệ, nhớ những yêu kiều trên má hồng rực nắng mùa xuân. Còn mãi không phai bao êm đềm trời xuân ngày ấy, biết đến bao giờ ta tìm lại được trong mơ. Muốn sắc lạ thiếu cánh mai vàng thắm đượm hình bóng quê hương. Cũng tiếng xôn xao nhưng âm điệu giờ xa lạ quá. Khúc hát xuân nào nghe buồn vời vợi dâng cao. Để ban nhạc đánh một ít hòa tấu nha. Yến vô Yến là phải uống một viên thuốc dị ứng đã. Uống ra.
gì hòa tấu nha. Cái đúng là tự nhiên phải phải uống viên gì ứng thì ban nhạc có cái bài để đánh theo nói ra trong chung thôi không có bài để đánh. Trước khi anh Minh, nhà báo Minh Hạ tính xin phỏng vấn Yến mấy câu thì giờ Yến xin hát bài Lối Thu Xưa. Thank you.
đường xưa khuất nẻo xa tìm, ngại ngùng lời yêu thương khi tình em còn quá ngỡ ngàng, nên lòng muốn nói yêu em e ước mộng như khói nói yêu em e ước mộng như khói mây tàn. Hả, đâu rồi? Đang lên cô. Em đi. Tại vì em đi từ ba hai ba lần yêu cầu chị áp cái micro của em đó. Dạ, biết không, đứng ngồi nó mỏi. Quý vị thân mến, thật ra là Hà cũng như mọi quý vị ở đây thôi cũng đều là người khán giả yêu thương giọng hát của chị Bảo Yến, và công việc của Hà thì là để viết chứ không phải là để nói. Nhưng mà hôm nay chị Yến bắt cóc lên. Thì quý vị ơi, từ đầu đến giờ quý vị thấy chị Yến hát hay, đó là cái chuyện mấy chục năm nay quý vị biết rồi. Nhưng mà quý vị thấy chị Yến có nói chuyện có duyên không ạ? Bây giờ quý vị có muốn chị Yến nói nhiều hơn nữa không ạ? Chị Yến, Hà muốn hỏi chị Yến liền á, là mỗi lần chị kể kỷ niệm về anh Dũng, nhưng mà trước khi hỏi về anh Dũng thì Hà muốn hỏi là quý vị có biết không? Ở đây có ai biết là chị Yến có khả năng nói giọng của người khác rất hay, rất giống luôn không? Có ai biết không? Không, bây giờ Hà xin mời quý vị cùng nghe. Bây giờ chị nói về cái người khách mời nãy vừa hát với chị đó. Anh đúng rồi. Đúng. Bây giờ chị nhớ gì chị nói, miễn là chị nói đúng cái giọng của anh được rồi. Anh Tuấn Ngọc á, có cái tánh rì rì, nói chầm rì mà người Bắc á, qua cả ra Hà Nội hát với Yến á. Bây giờ Bảo Yến với tôi song ca phải không? Lâu quá rồi mà mới xong ca mà cô hát hay quá để chết chết tôi. Xin ban nhạc cái tông pha. Ban nhạc tông pha anh ạ, tông sôn. Thế à? Ừ, lẩm cẩm quá, tông sôn. Rồi, tôi quên. Anh rề rề vậy đó. Nhưng mà đại có duyên, anh có chiều sâu lắm đó nha. Trong tất cả những ca sĩ đó, là anh Tuấn Ngọc là có duyên và có chiều sâu nhất. Còn mấy anh kia vô duyên lắm. Thế đó là cái Hà Yến tiếp xúc hả? Từ nước hải ngoại về đây nha, tiếp xúc hết. Không có một người nào có duyên hết á. Mà anh coi anh Ngọc rề rề vậy chứ. Đại có duyên mà có chiều sâu. Bởi vì con lữ liên có khác đúng không? Nhân tiện nha. Vậy đó, khoan để nói thêm cái này. Yến nói thật nha, Yến quen rất nhiều người nhưng mà Yến chấm chỉ có ba gia đình là xịn thôi nha. Xịn đây là sao? Họ sống chân thật nha. Sống chân thật và hiền đó, không biết làm ăn gì đó, chỉ có hát còn mát được thôi chứ không có, nhưng mà không có làm ăn là khều khọ để kiếm tiền kiếm lời, không có. Nhất là gia đình Phạm Duy, trong đó có anh Duy Cường, Duy Quang, Duy Hùng, Duy Minh, Thái Hiền, Thái Thảo là xịn số 1. Gia đình xịn số 2 là gia đình Lữ Liên, và trong đó có Tuấn Ngọc, Bích Chiêu, Bích Chiêu trước, rồi Tuấn Ngọc, Khánh Hà, rồi Thúy Hà, Thúy Anh, rồi gì đó, Lưu Bích. Gia đình thứ 3 là gia đình của Bảo Yến, Quốc Dũng, Kim Tuấn. Yến mà nói là cấm sai, tại vì Yến tiếp xúc nhiều rồi, không có ai chân thật hết á. Ngoài môi thì thương mình lắm, mà sau không ưa mình. Yến cho không biết nha, không qua mặt Yến được đâu. Chỉ có ba gia đình thôi. Yến có nói với em trai Yến mang bao nhiêu bạn Yến á, em đừng có hỏi chị ai đó, chỉ có ba gia đình đó là xịn thôi. Chị ơi, vậy khi mà chị đang nói giọng của anh Tuấn Ngọc đó, chị có thể hát vài câu mà theo cái trường phái của anh Tuấn Ngọc được không? Đã bao lần anh thấy buồn, mắt sâu chìm trong đáy hồn, một người nhìn em dạt dào thầm kín, vẫn chưa lần đến bên em.
của nhạc sĩ Quốc Dũng qua giọng ca của nam nữ ca sĩ Tuấn Ngọc. Thưa chị Yến còn có nhiều khả năng hát được giọng của nhiều người khác, dễ thương lắm. Có một lần đến biểu diễn cho khán giả nha, biết đâu cái show này show chót sao, nhiều khi show chót nha, cho nên Yến cứ cầm chừng rồi đi. Có một lần Yến ra Đà Nẵng nha, thì Yến ra Yến thấy Yến đang đói, hoặc là trước khi diễn đâu có gì ăn mà cũng mai chở mình đi ăn. Yến ra có bà bánh mì, Yến nói giọng Đà Nẵng: "Chú cho tự bán bánh mì hả? Bón để hình ẩu coi, mà lấy gió đặc biệt đó nha. Chú ta bảo Yến hả? Bảo Yến mà giọng người đó, nó người Đà Nẵng là quê đặt ở đây hả? Ở đây mà. Trâu hoặc chú cho nếu mà ở đây hả? Là bóp tặng cho Yến luôn." Dạ, cũng được hay gì? Dạ. Hà Nội đi. Bắc Nam Định cơ. Anh Thế Ngữ có một lần Suối Yến nè, nghệ sĩ Hồng Vân nè, Hương Loan làm bầu nè, rồi Lê Tuấn vợ chồng gì quên mua một dãy đất. Cái anh nói: "Em cứ việc mua, anh bao kê cho em, mỗi đứa là cứ 5m² bề ngang, 21m bề dài, thế là giàu to. Mà cứ không muốn bán thì cứ để đấy rồi hưởng chi hưởng già, rồi cứ xây gọi là một vài cái nhà nhỏ nhỏ thôi, rồi cây cối xung quanh lên đây hưởng với anh." Anh dụ về đó nha. Cuối cùng biết sao? Yến mua, Hương Loan mua, nghệ sĩ Hồng Vân Hải mua. Cuối cùng anh ngâm giấm cho 20 năm cũng không bán được. Tại vì cứ nhà nó sao? Hôm nay anh mất rồi ý mới nói. Anh chặt chớn đó nha. Anh dù Yến nè, dù bao nhiêu người, em đừng có lo, có anh lo hết. Nhưng mà đến khi bán đó, anh giảm ở trên phường á, không có ai ký giấy nha. Từ nào có tôi đồng ý mới ký giấy, cho nên không ai bán được hết. 20 năm sau, cái Hồng Vân cũng năng nỉ: "Thôi anh ơi, bây giờ anh lấy giùm em, chứ giờ em bán không được." "Ừ thì thôi bây giờ anh lấy vốn lại cho 20 năm nha." Yến mua lúc đó là 360 triệu. Hương Loan là mua 10.000 đô, lớn lắm. 20 năm về trước mà 20 năm của năm 96 nha, tôi tính từ 96 trở về trước đó. Kê anh trả vốn cho Yến, cũng trả vốn lại 360 triệu. Cô Hương Loan cũng trả là 10.000 đô, bên kia cũng trả, là anh cạch chớn. Yến nói thiệt với quý vị á, Yến giận mà Hương Loan cũng giận mà Hồng Vân kịch cũng giận. Cuối cùng ba chị em đều trả vốn, bảo đảm không bao giờ làm người lại được nha. Không phải dễ đâu nha, không phải ăn người ta được rồi mà ngon và đầu thai làm người nữa, không có đâu nha. Đi xuống địa ngục á, cái là Dương Vương nói đó: "Mày ở trên đó mày gạt người ta phải không? Mày gạt con Bảo Yến này, con Hồng Vân này, chết, chặt cho mày xuống, cho mày vào gọi là gì, trại giam, còn ngồi trong đó, đúng không? Mày gạt đất người ta đúng không?" Thế là anh phải tiêu thôi, tại vì anh chơi như vậy là rất là láo cá, đúng không? Anh em nghệ sĩ người ta chân thật, người ta rất là tin ảnh, mà anh nỡ lòng nào 20 năm anh trả vốn luôn. Chị thế ngữ nha. Chị, còn bây giờ chị nói cái giọng mà ngày xưa chị ở đó, vùng Cần Thơ gặp cái nước trong đi. Ngày nay đó, giọng Cần Thơ đi. Chị nói giọng Cần Thơ ngọt lắm, quý vị. Nè, đấy, tôi không biết mà nói. Tự nổi tôi cũng biết là giọng Bạc Liêu thôi, tôi dẹp. Rồi, bây giờ giọng của người con gái xin ở rồi mang cá, quý vị có thích nghe không? Chị nói giọng Huế đi. Dạ. Huế thì là có vịt chính diện là Huế rồi. Đó. Xin ở đồ mang cá. Huế nói ra ai mà biết. Đồ mang cá đó, không phải nghe chị đồ mang cá mà quê mà nào. Chỗ nó thanh nồi rồi. Ở trong chỗ vua ở đó. Cái quán đó đúng nở, ngoài là dân. Chỗ nở đồ mang cá là Yến ở trong nở. Sánh ra ở đó. Ba mẹ sinh Yến ở đó vì lúc đó ba Yến quân đùi, cho nên sánh Yến ở đó. Rồi ba ở đến 7, 6, 7, 8 tuổi chứ đó ba vô Cần Thơ. Yến với Tuấn rồi vì nhà Phương vô Cần Thơ. Ba thành người Nam. Cái bây giờ nói tiếng Nam. Nam dễ thương. Người Nam là sở hữu, dễ cho. Giàu nhé, dễ giàu. Người Nam dễ thương.
chị, trong cơn vui, trong lúc mọi người đang vui, chị còn kỷ niệm vui nào của anh Quốc Dũng chị có thể kể cho mọi người nghe không? À, ví dụ như là mấy lần chị nói là chị không có ghen mấy cái bóng hồng đó đó, xong rồi chị cười, xong rồi chị nãy mọi người khi chị nói chị là cơm ở dưới mọi người cũng đang đùa là cho nên đi tìm phở. Chị nhớ không? Anh quen về cái anh tin chít á, mình biết liền, sao có mặt in được. Cái nói anh, bây giờ anh quen nhỏ đó phải không? Em biết nha, em biết hết á. Em im lặng. Cái độ vài tháng sau, sao? Anh quen nó sao rồi? Anh có thương không? Anh cũng im lặng. Cái 6 tháng sau anh nói, sao? Rồi anh có thương thật không? Anh cũng im lặng. Cho tới 1 năm, đúng 1 năm thì nói, nếu mà anh không bỏ nó thì em bỏ anh trước nha. Thì anh nói đâu cái đoạn lúc đó anh mình thốt lên lời, anh nói đâu anh quen cho vui mà. Rồi á, còn cái cô này nè ở Đà Lạt mới 17 tuổi à, anh quen nhưng mà anh biết cô dụ anh, cô dụ anh thì chi, anh đem nguyên dàn âm thanh lên trên Đà Lạt nhá, cho mướn ở trên đó, rồi á cô đó bán, cô đó để bưng cà phê để chi lắm. À, để anh làm âm thanh, rồi có cái chú mò đó, chú sẽ mở một cái ba cà phê để mời cô đó mời guest đó, ý anh là để cô đó mời guest này, lâu lâu anh đi thăm như là giống như là một người tình mà kín đáo vậy đó, thì mình biết được nha. Nhớ nói anh bây giờ anh tính làm cái ba trên đó không? Đúng, anh đâu có làm ba không, con ngọt nói với em là anh sắp làm cái ba trên Đà Lạt. Mà em nói rồi nha, tự nhiên nhạc sĩ đang nổi tiếng vậy anh chịu. Bây giờ anh chịu làm cái ba rồi anh đòi mở tiệm phở cho nó rồi, người ta cười sao? Anh cũng im lặng. Cái mẹ, một hôm mẹ cũng qua, mẹ nói con à, con nghĩ lại đi, con là một nhạc sĩ nổi tiếng Quốc Dũng mà, tự nhiên giờ con làm tiệm phở cho cái con đó, bất cha. Tại vì anh biết á, anh định làm tiệm phở cho nó để nó ngồi cast á, rồi có cái ba rượu buổi tối nó qua, nó qua nó coi bưng cà phê rồi anh dính đường dài với nó đó. Nhưng mà một năm con để thì dài hơn, một 6 tháng sau tới 1 năm Yến có hỏi lắc nhắc cứ 6 tháng ấy hỏi một lần, rồi thêm được 6 tháng rồi từ 3 tháng sau ấy hỏi nữa, tới 1 năm đúng cái hỏi nữa, sao bây giờ anh tính sao, bây giờ anh chọn con tân hay là chọn em? Nếu anh chọn con tân thì thôi anh làm ơn viết cho em cái giấy trả tự do cho em, để đó em có quen ai anh cũng làm khó đó, chứ còn em không thích kiểu lằng nhằng hai vợ, em không chịu. Với lại em anh suy nghĩ đi, em đâu có phải thuộc dạng là bất tài vô tướng đâu, anh bám em đâu mà em phải làm bé, ai phải làm vợ, em phải chịu vợ bé vào đâu, em không chịu. Cho nên anh phải suy nghĩ kỹ đi, một là em hai nó, anh không tính được. Cái anh gửi con đó nó lên Sài Gòn, anh gửi qua nhà của một người bạn của anh, cái anh biết được, anh gửi qua nhà Hoàng đúng không? Bắt đầu anh trốn rút nó, gửi qua nhà cái bà Vú ngày xưa mà Yến lại ở mướn, lúc đó anh chưa có nhà ở mướn, cái đồ chừng cái cũng có nghi mất Yến, anh gửi nhà bà Vú không? Cái này rút cái anh gửi qua nhà bà gì mà xui cho anh nghe, cứ anh cứ gửi chỗ nào là có bà Yến đâu, nói gì anh nghe, Yến ơi anh gửi qua nhà bà gì của ông đó, Yến lên đi nói chuyện đi, Yến lên bà gì bố gì bây giờ gì tính bao che cho anh để anh lấy vợ bé hả? Không, nó năn nỉ gì cho nó gửi con bé đây một vài ngày rồi nó đưa nó đi chỗ khác, không có ở đây 1 tuần rồi, có 2-3 ngày. Nếu mà gì vậy là con không chịu nha, gì vậy là không đàng hoàng. Cái đó anh biết, Yến biết rồi đó, anh lại rút về đi gửi chỗ khác. Yến lại không biết 4 lần cho nó, bây giờ 4 lần rồi, không có bây giờ em có chịu kiểu đó nữa, anh lằng nhằng của em thích. Thôi bây giờ cũng mới có 9 giờ tối nè, anh ôm áo quần để anh lên Đà Lạt ở với nó đi. Vé xe đò còn anh cứ lên, anh là nghề nghiệp nhạc sĩ, anh cũng có tiền, anh sống phải không? Anh nuôi nó được, thôi để trả cái nhà này để cho em nuôi đứa con em, còn anh đi lên để nói đỡ với nó đi. Thì lúc đó anh bắt đầu anh mới thấy sự nhớ ra, bây giờ mình ôm con nhỏ Đà Lạt đi rồi về bán cà phê rỡ trên nó Đà Lạt buồn chết cha, tự nhiên nghĩ ra phải không, tự nhiên nghĩ ra. Khi mình nói sự thật cho anh á thì anh mới chực nhớ ra, lấy con này ra đâu có làm ăn gì được, nó cũng biết buôn bán cũng có vốn,
gì liếc gì mà bưng cà phê làm sao có tài. Thế là anh suy nghĩ ra, mà anh vạch đường cho anh đi mà anh không chịu, cái thôi cùng đây thôi em yên tâm đi, để em nói với anh nói với nó là thôi em về lấy chồng đi. Thì sáng hôm sau anh nói với nó, thôi em về lấy chồng đi, anh không có bỏ chị Yến được. Trời ơi, anh thương hại em chứ không phải yêu em. Quý vị biết không, chị Yến từng trả lời với truyền thông là tất cả những cái gì mà nó liên quan đến cảm xúc của anh Dũng thì chị Yến đều để cho anh thoải mái sáng tác và phim theo. Và nhờ vậy mà chúng ta mới có những ca khúc Để Đời Của Anh. Và đó cũng là một cái cách ứng xử rất là khác của chị Bảo Yến, một nữ danh ca với một người nhạc sĩ đã qua chồng mình, khi mà đứng bên cạnh những bông hồng của họ. Chị vẫn có sự bao dung và thông cảm. Và những câu chuyện nãy giờ mọi người để cười là thực ra để chúng ta càng nhớ rằng là khi người nghệ sĩ sáng tác, họ rất là cần những cảm xúc được thăng hoa, nhưng không phải ai cũng có được một cái hậu phương thấu hiểu và hài hước hóa câu chuyện như thế này khi kể lại cho quý vị cùng nghe. Và chắc là cũng nãy giờ chị em mình nói chuyện cũng hơi dài rồi đúng không ạ? Trước khi trở lại chương trình chính thì khi nãy để nói thêm cũng tồi cái 8 năm sau đó, tồi cái lúc đó anh yếu rồi, ngày anh già anh nằm ở cái salon á, cái nói anh nghĩ rồi tự nhiên xưa bồ bịch chi vô ích đó, là anh ân hận đó, ân hận đó. Chị ơi, trước khi trở lại chương trình chính, xin khán giả thêm một phút nữa thôi về một cái khả năng của chị mà rất là nhiều người tò mò sau khi đọc những bài báo của Hà, đó là khả năng chị hát nhạc của Sơn Tùng. Chưa chuẩn bị chưa chuẩn bị một câu nào? Đáng lý em phải nói trước cái điều đó để chuẩn bị có lời chứ, thì đem theo lời chị hát là y xì. Cô nhanh của Sơn Tùng là y xì. Tại em muốn nói trước để chị chuẩn bị lời, tại chị muốn thuộc lời, thôi để dịp khác. Dạ đi, để xúc sau đây ha. Và bây giờ mời quý vị trở lại với chương trình cùng ca khúc. Ca khúc Cõi Buồn. Bài Cõi Buồn này một mình piano, Bảo Châu là cả pháo đó, là con út của Yến đó, nên dùng là đờn cho mẹ nè. Nước mắt tuôn vội vã.
bao la. Sương rơi theo ánh trăng xuống, hắt hiu mãi cõi buồn. Tình dài thiên thu còn rơi xuống, cho anh thao thức đêm hoang, chắt chiu giấc mơ tàn. Tình trần tan vỡ theo thời gian. Tiếp theo một nhạc phẩm, một bài lý Bảo Yến xin giới thiệu là một nhạc sĩ rất nổi tiếng mà yêu thầm Yến. Anh mới nói với anh Dũng, anh có viết lời bài này, em đặt nhạc dùm anh. Đó là bài Thư Tình Không Gửi. Đợi anh chết rồi em hãy nói cho Yến biết nha. Anh Dũng già. Được ngày hôm nay, ngay từ lúc ban sơ gặp em, anh biết sẽ rồi nhiều chua cay, nhưng mà lòng thì vẫn đắm say. Hôm đó gió chiều nhẹ hay hay, tung vạt áo em như làn mây. Ôi bóng dáng ngọc ngà kiêu sa, anh nghe mình vời vợi cách xa. Thôi em nhé, mỗi chiều về nhớ xin đừng dừng lại nơi đây. Thôi em nhé, đừng đi qua, chớ vô tình làm nát
trong cuộc tình. Nếu âm thầm là nhân chúa cay, nhưng sao mỗi lần gặp em vẫn ngại ngùng chẳng nói nên lời. Anh đã thức trọn nhiều đêm qua bên đèn chút tâm tư gửi em, thư gói ghém cả trời tương tư, nhưng gặp người rồi chẳng dám trao. Anh vẫn mãi là kẻ cô đơn, trong tình ai luôn luôn thiệt thua, cay đắng mãi mà chẳng chi hơn, nên một đời chỉ toàn trống trơn. Vạt áo em như làn mây, ôi bóng dáng ngọc ngà kiêu sa, anh nghe mình vời vợi cách xa. Anh đã thức trọn nhiều đêm qua bên đèn chút tâm tư gửi em, thư gói ghém cả trời tương tư, nhưng gặp người rồi chẳng dám trao. Thôi em nhé, mỗi chiều về nhớ xin đừng dừng lại nơi đây. Thôi em nhé, đừng đi quá, chớ vô tình làm nát tim. Ngại ngùng chẳng nói nên lời. Anh đã thức trọn nhiều đêm qua bên đèn chút tâm tư gửi em, thư gói ghém cả trời tương tư, nhưng gặp người rồi chẳng dám trao. Anh vẫn mãi là kẻ cô đơn, trong tình ai luôn luôn thiệt thua, cay đắng mãi mà chẳng chi hơn, nên một đời chỉ toàn trống trơn. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và bài Thay đổi không khí là bài Thoát đi. Xin mời Khải Ca ra hát chung với má cho vui đi.
trông chờ chi, tình mình chỉ thêm xót xa mà thôi, mộng đã tan rồi. Quên sâu đi, còn đâu biệt ly, chỉ cần một giây thoát cơn khổ đau, mình sẽ bên nhau. Mơ mà chi, còn mơ làm chi, miệng đời độc cay đã dỗ ta dần, đi vào ngõ tối. Bao muôn vui, đến trong phút giây mà thôi, cũng tan dần mà ai theo dòng đời. Môi hồng em, giờ như mọi đêm, chỉ hồn nhiên như đóa hoa mà thôi, đừng nói nên lời. Đôi vòng tay ngập trong tình say, để ngàn đời sau sẽ không còn ai tìm thấy đêm này. Sao buồn ơi, đừng thôi lệ rơi, để cuộc tình ta đến mai sẽ không ai còn chắn lối. Bao buồn vui sẽ theo đôi ta mà thôi, khi tình cầu đã thu hẹp rồi. Chi tình mình chỉ thêm xót xa mà thôi, mộng đã tan rồi. Quên sâu đi, còn đâu biệt ly, chỉ cần một giây thoát cơn khổ đau, mình sẽ bên nhau. Mơ mà chi, còn mơ làm chi, miệng đời độc cay đã xô ta dần, đi vào ngõ. Tan dần mãi theo dòng đời. Môi hồng em giờ như mọi đêm, chỉ hồn nhiên như đóa hoa mà thôi, đừng nói nên lời. Đôi vòng tay ngập trong tình say, và ngàn đời sau sẽ không còn ai tìm thấy. Chúng ta dành cho họ một tràng pháo tay thật lớn đi ạ.
Cảm ơn các anh em ban nhạc lắng nghe cái này. Ngay bây giờ thì chắc là em sẽ nhờ chị có đôi lời với lại quý khán giả. Cảm ơn tất cả khán giả đã cùng có mặt ngày hôm nay trong đêm nhạc đầy tình yêu nhạc Quốc Dũng. Em mời chị. Trước hết là Yến xin cảm tạ quý khán giả đã đến đây để chia vui, không chia buồn chứ phải chia vui 100 ngày hơn, tại vì Yến chọn ngày thứ 6 đó là ngày của anh Dũng mất. Hôm mà Yến định hát vài bài ngoại đó, anh giấu cái điện thoại của Yến mất tiêu, tự nhiên tìm không ra. Cái sau nghe nó thôi, Huy nó gọi đấy, thôi chị ơi tôi khỏi hát nhạc ngoại để cho cái đêm tưởng niệm nó trọn vẹn. Thì khi Huy vừa nói xong thì chiều hôm sau Yến tìm cái điện thoại ra. Vậy là ý anh không muốn chị Yến hát nhạc ngoại trong cái đêm mà tưởng niệm của anh. Vì vậy Yến nghe lời, thôi để cho anh vui, anh thích hát nhạc Việt của anh thôi. Đó. Cho nên là hôm nay Yến rất là vui khi mà khán giả rất nhiều đến đây để mà chia sẻ với Yến trong một đêm ca nhạc rất ấm áp. Yến kính chúc với khán giả một đêm thật hạnh phúc và sắp tới có một năm này, một năm mọi sự như ý. Xin kính chào.